Mới đây tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại năm 2017 với 15 tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tại hội nghị, cục trưởng Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương Bùi Huy Sơn đã đánh giá cao hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương miền Trung, Tây Nguyên trong các hoạt động như tổ chức và tham gia 62 hội trợ trong và ngoài nước với hơn 2.000 lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia, doanh số bán hàng đạt hơn 300 tỷ đồng thực hiện 39 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo, tổ chức 25 lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp với sự tham gia của hơn 2.000 học viên, tổ chức 8 đoàn khảo sát thị trường cho doanh nghiệp gồm 3 đoàn khảo sát nước ngoài và 5 đoàn nội địa. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, tổ chức hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại nâng cao chất lượng các hội trợ triển lãm thương mại tổ chức mạng lưới chợ phiên khu vực miền núi vùng sâu vùng xa thông qua việc tổ chức phiên chợ đưa hàng việt về khu vực miền núi biên giới trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kết nối xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản liên kết xúc tiến thương mại hỗ trợ hoạt động xuất khẩu các sản phẩm địa phương và đề xuất phối hợp hoạt động xúc tiến thương mại của các địa phương với các hiệp hội ngành hàng